Chào bạn, tôi Hải Bùi đây. Hôm nay tôi sẽ nói cho các bạn một cái vấn đề là mối quan hệ giữa báo cáo kết quả đọc kinh doanh với lại cái lưu chuyển tiền tệ đây nè. Nhiều bạn hỏi tôi á là cái mã số 50 đây nè, mã số 50 đó bạn, là tổng lợi nhuận kế toán trước thuế đây nè, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế nè, khi mà nó chuyển thành tiền luôn rồi, tức là mình bỏ qua phần thuế đi nha. Tôi giả sử là tổng lợi nhuận kế toán trước thuế nè, mà tức là trong trong kỳ của mình á, mình có bán hàng và mua hàng, nói chung là từ mã số 01 tới mã số 40 đi nè, là chúng ta là thực thu thực chi luôn mà đây, không có mua thiếu bán thiếu gì hết, thì cái mã 50 đây nó phải là bằng tiền không các bạn, đúng không? Tức là nó chuyển thành tiền, mình bỏ qua phần thuế đi nha. Tức là cái mã 50 đây là lợi nhuận đây nè, xem như là lợi nhuận đây, mã 50 là lợi nhuận sau thuế đây nha, cho nó dễ. Lợi nhuận sau thuế đây là tôi đặt trường hợp là nó chuyển thành tiền hết luôn á, tức là trong kỳ của mình không có mua thiếu bán thiếu gì hết, mua trả bằng tiền, bán thu bằng tiền, thì cái mã 50 nè nó có bằng với lại mã 20 là lưu chuyển tiền thuần của hoạt động kinh doanh không các bạn? Có bằng không? Có bằng không? Nếu mà tôi giả sử là cái kết quả kinh doanh đây nè là nó doanh thu và chi phí là thực thu thực chi bằng tiền luôn, từ mã số 01 cho tới mã số 40 này nè, thực thu thực chi bằng tiền luôn, tức là doanh thu chi phí là thu tiền chi tiền hết luôn, thì cái mã 50 đây nè nó có bằng mã 20 trên cái lưu chuyển tiền thuần của lưu chuyển tiền tệ không các bạn? Bằng không? Tôi xin trả lời 100% mà không bằng, không bao giờ bằng, được chưa? Vì các bạn nhìn đơn giản như thế này thôi nè, cái lưu chuyển tiền tệ này á nó tách ra thành ba cái hoạt động, tức là nó tách ra là lưu lưu chuyển tiền thuần của từng hoạt động, là hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư là mã 30 và hoạt động tài chính là mã 40, đúng không? Đúng không các bạn? Nhưng mà trong cái kết quả kinh doanh các bạn dòm để ý kỹ nè, cái thu nhập khác và cái chi phí khác này là bán tài sản cố định nè, bán tài sản cố định nè, thì cái đây nó là hoạt động đầu tư, thì cái đây là dòng tiền hoạt động đầu tư, đúng không các bạn? Đúng không? Tôi giả sử rằng trong công ty của mình nó chỉ có bán tài sản cố định thôi, nó chỉ có bán tài sản cố định thôi, ví dụ như bán cái đây là 20 triệu, giá trị còn lại là 10 triệu, bán mình thu 20 triệu, bán mình thu 20 triệu, thì có phải là kết quả kinh doanh của mình đó nó là 10 triệu nhưng mà lưu chuyển tiền thuần ở trên này nè, cái mã 20 đây nè nó bằng không, vì cái đây là nó, vì cái đây nó làm sao bán tài sản cố định mà, cái đây nó là dòng tiền của hoạt động đầu tư, hiểu không các bạn? Nên cái chỗ này nè, ngay chỗ này là bán thu tiền nha, là 20 triệu, bán tài sản có lại nó thu tiền 20 triệu, đây là dòng tiền của hoạt động đầu tư, hiểu chưa? Dòng tiền của hoạt động đầu tư, nên mình trình bày ở đây nó không phải là cái mã 20 lúc này nó bằng không, mà lúc này nè nó trở thành cái mã này nè các bạn, tiền thu từ thanh lý nè, nó sẽ trở thành cái, nó là hoạt động gì? Nó là hoạt động đầu tư, dòng tiền hoạt động đầu tư, mà lúc này nè là mã 20 sẽ bằng không, mặc dù kết quả kinh doanh của nó là 10, các bạn thấy không? Đó là ý thứ nhất mà tôi nói cho các bạn xem. Như vậy tôi nói lại một lần nữa là cái mã 50 này tổng lợi nhuận kế toán trước thuế nè nó sẽ không bằng với lại cái mã 20 trên lưu chuyển tiền thuần này đâu nha các bạn. Ok, dưới đây tôi giải thích cho các bạn một vài tình huống nè, ví dụ nè, ví dụ là khách hàng trả trước tiền đi, tức là khách hàng đặt cọc tiền trước cho các bạn ấy, là 100 triệu đi, thì trên kết quả kinh doanh của các bạn bằng không, đúng không? Vì nó không có doanh thu chi phí, nhưng mà lưu chuyển tiền tệ thì nó có tiền không các bạn? Nó có tiền, thì lúc này nè trên kết quả kinh doanh của bạn là bằng không, đúng không? Nhưng trên lưu chuyển tiền tệ của bạn nè là tăng giảm khoản phải thu ở chỗ nè, mình ghi là 100 triệu, là lấy cuối kỳ trừ đầu kỳ, mà nó dương thì ghi âm, mà nó âm thì ghi dương. Như vậy ngay chỗ ở đây nè,
Đây là tăng giảm khoản gì? Phải trả các bạn. Đây là tăng giảm khoản phải trả mới đúng. Đấy, đây là người mua trả tiền trước mà. Đây mình ghi 100 triệu. Người mua trả tiền trước là nó nằm chỗ đây nè. Nó nằm chỗ đây nè các bạn. Người mua trả tiền trước nè. À, 100 triệu nè. Là mình lấy cuối kỳ mình trừ đầu kỳ nó dương thì mình ghi dương. Đây mình lấy 100 mình trừ 0 nó là dương, mình ghi dương. Nên cái chỗ này là lưu chuyển tiền tệ thì nó ra 100 triệu. Nhưng kết quả kinh doanh thì nó bằng 0. Bởi vì cái nghiệp vụ này nó không sao các bạn. Nó đâu có doanh thu chi phí đâu. Mà nó vẫn có dòng tiền. Rồi các bạn hình dung ra rõ vấn đề chưa? Trên lưu chuyển tiền tệ đây, nó vẫn có dòng tiền nè, mã 20 nè, có dòng tiền thu vô nè, mà kết quả kinh doanh bằng 0 vì nó không có doanh thu và chi phí. Rồi nhiệm vụ số 2 nè. Ví dụ chúng ta bán hàng mà đã thu tiền nhưng mà mua hàng thì chưa trả tiền. Vậy lưu chuyển tiền tệ thì mã 20 nó sẽ cao hơn kết quả kinh doanh. Ví dụ mua hàng chưa trả tiền nè. Chúng ta bán hàng nè. Chúng ta thu được tiền nè. Với ba nghiệp vụ này các bạn nói đi, dòng tiền của mình là 2 triệu. Kết quả kinh doanh mình lời có 1 triệu thôi. Như vậy trên kết quả kinh doanh mình có 1 triệu thôi. Nhưng mà lưu chuyển tiền thuần của mình 2 triệu. Tôi cho các bạn xem. Kết quả kinh doanh là doanh thu nè, 2 triệu nè, giá vốn là 1 triệu nè. Đây, doanh thu 2 triệu. Giá vốn là 1 triệu. Giá vốn là 1 triệu. Như vậy kết quả kinh doanh các bạn thấy nó làm sao? Nè, mã 50 nó là 1 triệu nè. Các bạn đừng có quan tâm thế nhập doanh nghiệp nha, cho dễ hình dung. Xem như công ty này miễn thuế đi. Đó. Nhưng mà lưu chuyển tiền tệ của mình ở đây nó sẽ là 2 triệu. Đúng không? Nó sẽ là 2 triệu. Đây các bạn, đây. Nè, nó sẽ là 2 triệu bằng lợi nhuận trước thuế nè, là 1 triệu. Rồi. Tăng giảm khoản phải trả nè, là 1 triệu nữa. Đây. Nên cái mã 20 của nó là 2 triệu. Mặc dù kết quả kinh doanh của nó có 1 triệu thôi, nhưng mà dòng tiền của mình là 2 triệu. Lý do là mình có gì? Mình chiếm dụng vốn của nhà cung cấp này. Mình bán hàng thì mình thu tiền, nhưng mình không chịu trả tiền. Rồi ví dụ 3 nè. Ví dụ như trong năm các bạn chỉ có mỗi chi phí khấu hao thôi, ngoài ra không có cái gì hết. Thì có phải kết quả kinh doanh của mình sao? Mình lỗ 30 triệu đúng không? Ví dụ như mình trình bày kết quả kinh doanh như chỗ này. Kết quả kinh doanh chỗ này nè. Có phải là mỗi cái chi phí khấu hao thôi, có phải là mình lỗ 30 triệu không? Đây là chi phí quản lý nè, 30 triệu. Thì kết quả kinh doanh mình lỗ ra, nhưng mà dòng tiền hoạt động sản xuất kinh doanh chỗ này mình sẽ bằng 0, vì nó đâu có dòng tiền đâu. Như vậy khúc đây nè, nó là âm 30 nè. Và chi phí khấu hao nó không phải bằng tiền nè, tôi dục ra đây là 30 nè. Đó, nên cái mã 20 nó bằng 0. Rồi, ví dụ tiếp theo nè. Ví dụ như bây giờ là tôi nói là hồi nãy là mình có bán tài sản cố định đó. Ví dụ trên kết quả kinh doanh của mình là mình có bán tài sản cố định, được không? Và có lãi tiền gửi ngân hàng, đúng không các bạn? Trên kết quả kinh doanh mình có gì? Bán tài sản cố định và lãi tiền gửi ngân hàng. Thì trên kết quả kinh doanh của mình ngay chỗ đây nè, là nó có lãi không các bạn? Ở kết quả kinh doanh này có lãi không? Có. Ví dụ đây 20 triệu, đây là 10 triệu, đây là bán tài sản cố định nha. Đây là bán tài sản cố định thu tiền, còn đây là giá trị còn lại tài sản cố định. Và lãi tiền gửi ngân hàng là doanh thu ở đây là 11 triệu đi. Đó. Thì trên kết quả kinh doanh của mình nè, thì cái 11 triệu đây là lãi tiền gửi ngân hàng, và cái 20 triệu đây nó là bán tài sản cố định, thu tiền từ bán tài sản cố định. Thì trên kết quả kinh doanh của mình đó là nó lời 21 triệu. Nhưng mà hai cái hoạt động này á, nó là hoạt động đầu tư chứ không phải là hoạt động sản xuất kinh doanh, nên trên kết quả kinh doanh ngay chỗ này của mình, mã 20 này nó sẽ bằng 0. Mã 20 này nó sẽ bằng 0 nha các bạn. Và hai cái dòng tiền này nè. Đây, 11 triệu, 20 triệu nè, là nó nằm ở dòng tiền hoạt động đầu tư. Nó nằm với dòng tiền hoạt động đầu tư là ở chỗ này, 20 triệu là tiền thu từ bán tài sản cố định nè, và lãi tiền gửi ngân hàng đây nè, đó, tiền thu lãi cho vay đây nè, đó các bạn. Rồi, như vậy các bạn hiểu chưa? Nhắc lại một lần cuối cùng là cái mã 50 này, cho dù mình bán hàng trong năm, tức là kết quả kinh doanh đây nè, cho dù trong năm mình có bán hàng thu tiền 100%,
và chi phí của mình chi ra 100% thì nó lời cái mã 50 nè. Thì cái mã 50 này 100% nó sẽ không bằng mã 20 trên lưu chuyển tiền thuần tự động kinh doanh. Mã 20 trên lưu chuyển tiền thuần của báo cáo lưu chuyển tiền tệ là mã 20 nè. Nó thể hiện cái dòng tiền thu vô và dòng tiền chi ra, nó là thực thu thực chi của cái hoạt động sản xuất kinh doanh thôi, chứ nó không có liên quan tới doanh thu chi phí gì ở đây cả. Nó là tiền thu và tiền chi của hoạt động kinh doanh thôi. Còn kết quả kinh doanh ở đây là nó hùng bà lần ba cái dòng tiền ở trong này luôn. Được chưa các bạn? Nó hùng bà lần ba cái dòng tiền ở trong này luôn. Ok chưa? Nên không thể nào mà bằng nhau. Rồi, cảm ơn các bạn. Các bạn thấy video này hay hữu ích cho tôi một like, comment và share. Rồi, chào tạm biệt các bạn. Nhớ đăng ký kênh.